Mọi người ơi, hôm nay Ngân có hẹn đi dự khai trương chi nhánh mới 10 khó của anh Giang. Đã thấy không khí nhộn nhịp lắm rồi mọi người ơi. Quá chừng hoa chân trước cửa luôn. Tại số 20, đường Sông Hành, quận 2. Nhìn thật là lung linh. Mà do mình đến sau nên lên đến nơi là mọi người đã có mặt đầy đủ và đồ ăn cũng đã lên hết luôn. Hôm nay rất là đông anh chị em nghệ sĩ qua chúc mừng cho anh Giang. Mọi người ai cũng lên góp vui một bài. Ngân cũng có hát góp giọng một câu, nhưng mà do nó không vô nhịp, anh đánh đàn cũng lắc đầu luôn, nên Ngân xin hát thêm một bài nữa mà mọi người không cho. Thật là buồn quá đi. Còn khúc văn nghệ thì thôi, mọi người biết là giọng anh vàng của Ngân nó như thế nào rồi. Vì sợ giải tán quán đang đông nên Ngân hẹn mọi người vào một dịp nào đó kín đáo hơn, ấm áp hơn, trong một không gian tĩnh lặng hơn. Ngân sẽ hát một bản tình ca lãng mạn tặng cho mọi người sau nha. Thưa quý vị, phu nhân của một trong những đại gia giàu nhất nước Sa Thành, hiện tại sở hữu đất đai có tài sản hơn 10.000 tỷ đồng. Trời ơi, đừng dạy em, hiện tại chúng tôi đây là chi nhánh thứ 3 thôi và tương lai trong đây đó. Nói cho đúng giờ và tương lai đến cuối năm thì chi nhánh công viên 10 khó chúng tôi sẽ hướng đến tổng cộng là 150 chi nhánh trên khắp cả nước. Cạnh tranh đó là bước đầu của khóa. Ở đâu thì chúng tôi ở đó. Không đó, mà ngoài ra khi các bạn ngày hôm nay cũng sẽ đến với quán cơm người đó, khách ra về hãy nhớ liên hệ với vòng tay của Quỳnh Lập nên tặng một trong những vòng tay giá trị giúp chúng tôi, mỗi vòng trị giá là 4 triệu đồng. Ủa, thế có tài trợ hả? Không có. Không có, trả lỡ tài trợ. Vâng, và bây giờ là chúng tôi xong ca rất chấn động ngày hôm nay. Thúy Dương và Cá Hương. Cá Dương mất mấy chục triệu. Bắp nha. Quá. Bắp. Mình đến mình đã ăn không trả tiền rồi. Mà mình cũng phải cấp vui vậy rồi. Tại vì nó sẽ lấy mắm đem về nữa nè. Đúng không? Ừ, anh bắp sao mà nỡ cầm hai mắm đi về được. Hát một bài thôi. Thực sự là anh định ăn cắp đồ. Không phải, anh định gọi là kèo gặp anh Giang để bạn bữa mở chuỗi ngày xưa. Xin hỏi ông chủ ở đâu ạ? Gọi chừng nghe Giang ơi, lên xong ca với em quay một bài đi. Đúng rồi, em chỉ thương hát. Tại vì hôm nay là mắc quá. Ô kiến quê đi, hát chung đi. Có nhạc vui không? Chị biết các bạn có nhạc vui không? Các bài đó hát chung được đó. Bài gì chung chung được ha? Có nhạc vui đồ đó. Bài gì? Cái bài có nhạc vui. Vậy là hát nốt ca đi. Hát nốt ca nè. Bài gì chung chung em? Để lại cái bài gì? Chung chung cho vui đi. Chung chung nha. Vậy là chúng tôi sẽ mời chung ca đội lần khác nữa.
Nhưng không sao, khi mà mình buồn cái này thì mình sẽ có một niềm vui khác bù đắp vô. Đó chính là Ngân được thưởng thức rất là nhiều món ăn ngon. Lúc đầu trên xe đi qua cứ thấy là mình hơi chóng mặt, sợ là vô không có thưởng thức được đồ ăn để mà có thể review một cách công tâm cho anh Giang. Nhưng mà không ngờ là đến nơi thấy món gì ăn cũng ngon. Trời, ngon đến nỗi mà Ngân ăn rất nhiệt tình và còn muốn xách comment đem thêm về mấy phần nữa. Nhưng đặc biệt có một món, món đó chính là chè. Đó là món cuối cùng. Và nói Ngân ơi, quán anh Giang. Đây là chè xương sa bánh lòn và xương xăm xương sáo. Nói chung là có đầy đủ tất cả những cái thứ mà con gái thích ở trong này. Nên đã đến đây và ăn rất là nhiều lần. Thậm chí là đi quay bảy nụ mà nguyên vàng anh em ai cũng thèm món chè này gọi lên. Và đặc biệt đó là còn có mấy món mắm ở bên kia nữa. Chút nữa mọi người ăn bên kia sẽ quay cho mình coi ha. Rồi bây giờ đã có thầy vô phát là trưa nóng mà mình có một ly chè là tê tái cõi lòng. Nè mọi người nhìn thử xem ngon chưa nè. Để mấy vít chạy luôn ăn ha luôn. Em làm đó thì khó là ăn mà khen mà khen mà tao không được nữa nè. Bị ảo tưởng là thương nặng đó mình. Gặp là đòi nhã nhí hoài, người ta nhã chồng mà đòi nhã nhã nhí có em bé hoài à, tức không? Từ từ mọi người ơi, đừng hối mình bị áp lực. Chỗ thêm đường là ăn chi với đường vậy? Ở đây thì ăn được bao nhiêu? Không biết nữa, ăn cái thử mấy bạn thấy vui quá trời luôn. Bạn cũ có nè, bạn mới có nè, ai cũng quần áo súng xính rất là xinh đẹp. Công nhận ông Huy thay thì có đi đến đâu là tự đem quà về đến đó luôn. Bởi vậy như đồ ông Huy sắp thay thêm mấy cái bên hàng đó mọi người. Anh Huy ơi, ở bệnh quán nước đâu có cần gì, anh vô lấy chồng em chồng ly trọng. Chồng ly với trọng. Nhưng mà không thể tin được là cái Huy có một cái bàn tay nhân ái như thế này. Không có, không có gì hết. Bàn tay văng quá. Chủ quán chỉ biết cười trừ. Lấy quà, quán này lấy chứ. Giỡn xíu thôi, nói vậy sợ mọi người tưởng thiệt. Lâu lâu chọc mọi người một chút. Tuổi trẻ và thanh xuân của mình chỉ cần những phút giây vui vẻ như vậy thôi là đủ rồi phải không mọi người? Thôi hẹn cả nhà với đó lần sau nha. Giờ thì Ngân sẽ về tẩy trang, dưỡng da và nghỉ ngơi. Bye bye mọi người.